vai và Adam. Câu chuyện con trai. Boy, boy, boy. Câu chuyện con gái. Girl, girl, girl. Yo, yeah, 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 yeah. Ava và Adam. Ava và Adam. Con trai và con gái. Boy and girl. Boy and girl. Come on, come on. Hey. Thời xưa xưa thiệt là xưa, khi mà uy tín còn chưa được xài. Trần gian toàn những áo dài, trời cao sông rộng bất ngờ sắc xanh. Thế rồi tất cả lạnh tanh, hình như thiếu tiếng cạnh anh đây mà. Trời liền trong bếp bước ra, kêu ngay thần sấm đem ra cái nồi. Bỏ vô 3 lít đồ tồi, 2 cân làm biến xong rồi thêm ninh. Gia vị hay nói linh tinh, ở giờ ngủ nướng hồi rình thêm vô. Rồi mới lấy một cái xô, 2 chén ít kỹ một tô tò mò. Nêm thêm một ít chùm sò, bột nông nổi muối hậu đồ cho ngon. Xong rồi chút hết ra son, lắc đều nấu tiếp cho tròn 3 canh. Đến khi nổ một cái anh, từ trong son một dáng hình bước ra. Trời đặt tên là Adam, đích danh ông Tám gọi là mày đâu. Con trai, con trai thích đổi thay. Con trai yêu ai chỉ vài ngày, để rồi sau đó lại chia tay. Con trai, con trai thích ngày mai. Con trai yêu ai chỉ vài ngày, để rồi sau đó nói bye bye. Hot boy, hot boy, hot boy. Hey. Xưa kia ở tuốt trên trời Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh hơi thấy buồn. Sai bắt một con chuồn chuồn xịt vô 10 lít nước tương đem hầm. Bỏ vô một ký ớt tầm chanh chua 6 trái mè dặm 7 tô. Nước mắt cá sấu 8 tô dịu dàng chút xíu một xô dữ dằn. Nêm thêm chín chú lăng quăng mít khô mít ướt càng ngàn ghen tu. 200 gram nhõng nhẽo dặn thờ muộn cá muộn mầm muộn cơm muộn về. Ngọc Hoàng hứng chí hề hề con này hoàn tất khỏi chê chỗ nào. Sai tiền lồi lấy một nhà bắt đầu canh lửa Nam Tàu quạt than. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang, thế rồi con ấy nhẹ nhàng bay ra. Bèn đặt tên là Eva, còn gọi con gái hay là cô em. Con gái bây giờ thích làm thuyền, con gái bây giờ hay đá bờ. Con gái bây giờ thích làm ngơ, con gái bây giờ quá thờ. Yeah, yeah, yeah. Hot boy number one, oh. Sao mà thật là lãng mạn, còn tình yêu bây giờ sao mà thật là bất mãn. Ava và Adam một chuyện tình là sử, Romeo và Juliet là một huyền thoại bất tử. Còn con trai thời nay và con gái bây giờ sao mà cứ như là một, chỉ biết xe xôi chỉ biết chân dị quả. Phải thật là fashion, nãy iPhone, iPhone laptop sẽ hợp. Ôi, mình bỏ tay mà. Hôm nay trời đẹp thật xinh xinh, vào quán cà phê với người tình. Cầm telephone anh giữ gìn, hỏi thăm một người tình thứ hai. Biết yêu là phũ phàng, biết yêu là ngỡ ngàng. Sao ta cứ cắm đầu mà yêu? Biết yêu là lỡ làng, viết thư tình cho nàng. Mà sao nàng vu vơ làm ngơ? Con trai thời này thích đôi thay, thấy người con gái muốn quen liền. Muốn được tìm em trong giây phút, rồi sau đó nó chia tay. Biết yêu là điên cuồng, biết yêu là đau buồn. Sao ta cứ cắm đầu mà yêu? Biết yêu đang không thành, trái tim lệ tan tành. Thì xin làm người đến với nàng. Con trai, con trai thích đôi tay. Con trai yêu ai chỉ vài ngày, để rồi sau đó là chia tay. Wow, wow. Con trai, con trai thích ngày mai. Con trai yêu ai chỉ vài ngày, để rồi sau đó nói bye bye. Con gái bây giờ thích làm duyên, con gái bây giờ hay đá bờ. Con gái bây giờ thích làm ngơ, con gái bây giờ quá thờ. Ta muốn muốn vì là chữ yêu, ta cho đi chứ không suy tính bao giờ. Yêu người vì tình đời trái ngang, yêu cho quên hết đi bao nỗi ưu phiền. Ta biết yêu là sẽ đau, ta sẽ yêu nàng kịp sau. Xin giống như một giấc mơ, vì
con gái bây giờ dễ yêu và khó yêu.